7 món ăn vặt mùa hè ai cũng thích nhưng bẩn đến kinh dị khiến nhiều người không dám ăn. Trà sữa làm từ bỉm trẻ em và đế giày. Kem được làm từ keo giá trâu, vật liệu xây dựng. Là trà chanh nhưng không được làm từ chanh. Hello hello, xin chào 500 anh em đã tiếp tục quay trở lại với kênh Nghiện Khám Phá nha. Lại là quà vô cực tình thương mến thương của các bạn đây. Hebe rồi, trời ơi các bạn ơi, lại nóng đến chảy cả mỡ luôn rồi. Tôi cần một ly kem và cốc trà sữa 50% đá, 50% đường để mà giải nhiệt. Uống vào tao nó mát đến liệm cả tim luôn á chứ. Cứ mà khoan, đồ ăn vặt mùa hè luôn luôn hấp dẫn đối với bất cứ ai đúng không? Nhìn thì có vẻ ngon đấy. Nhưng mà các bạn ơi, chúng ta cũng phải nên cẩn thận với những đồ bày bán ở vỉa hè nha. Cùng tôi đi khám phá ngay và luôn nè. 7 món ăn vặt ngon mùa hè ai cũng thích nhưng bận đến kinh dị, người bán cũng không dám ăn các bạn nha. Let's go. Thứ nhất, nước mía. Có một sự thật thú vị mà các bạn có thể chưa biết, đó chính là châu Âu nghiện nước mía Việt Nam hơn cả trà sữa Trung Quốc luôn đó nha. Người ta còn đổ nước mía vào ly uống sang chảnh như thế này cơ mà. Công nhận nha, vào mùa hè nóng nực như vậy mà đang đi trên đường, thấy cái quán xay nước mía hay là bán nước dừa thì kiểu gì tôi cũng phải làm một cốc giải khát giải nhiệt các bạn nha. Ấy thế nhưng nước mía siêu sạch hóa ra lại siêu bẩn. Đây đây, các anh em nhìn đi, khi được soi dưới kính hiển vi gấp 400 lần, nước mía siêu sạch của các bạn đây nè. Ngoài mấy cái bã mía ra thì còn so vô số các tạp chất nữa nha. Trời ơi, cái gì vậy? Có cả một xác sinh vật của vật lạ vậy nè. Bẩn vãi cả ra. Thực ra bản thân nước mía vốn là thức uống rất sạch các bạn ạ, giải khát tốt cho con người vào mùa hè nóng nực. Thế nhưng chính cách làm của các cửa hàng đã khiến cho nước mía trở nên vô cùng bẩn luôn. Những chiếc máy nghiền cây mía thường không được dọn dẹp vệ sinh thường xuyên, gần vỉa hè lại bám nhiều khói bụi nữa, thậm chí có cả ruồi muỗi bị kẹt ở bên trong mà các bạn cũng chẳng biết được đâu. Chưa hết nha, các loại đá sử dụng để pha vào nước mía được nhập từ các cơ sở không đảm bảo vệ sinh an toàn đâu, được chở đi khắp muôn nơi, khắp nơi trên đường luôn. Có người ra làm cốc nước mía mà về ôm bồn cầu đến cả chục lần luôn đó các bạn. Tuy nhiên, để mà so sánh thì nước mía cũng chưa là gì so với các món giải khát của người Ấn Độ được đâu các bạn ạ. Bốc tay hoàn toàn. Ai ta 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 ta. Các bạn nghĩ gì về ẩm thực nước bạn vậy? Comment ngay và luôn cho tôi được biết cái nha. Thứ hai, trà sữa chân trâu. Ai chà chà, bà Tân Vlog là một cái cốc trà sữa sô-cô-la chân trâu đường đen siêu toa khổng lồ đến 50 lít luôn nè các bạn ơi. Nhìn đã ghê không? Trên khắp các con đường, con phố hay là ngõ ngách thì không khó để mà chúng ta tìm được một cửa hàng trà sữa. Thậm chí có cả chục quán nằm san sát nhau luôn, luôn tấp nập các nam thanh nữ tú hẹn hò và thưởng thức. Thế nhưng các bạn sẽ phải khóc thét khi biết rằng trà sữa cũng được xếp vào loại đồ uống cực kỳ bẩn. Điều này thì báo đài cũng suốt ngày nói nhan nhãn ra đó. Thế nhưng mà đa số chúng ta vẫn cứ bỏ ngoài tai ha. Thèm là phải uống cho đã cái nư chứ. Đặc biệt những cốc trà sữa giá chỉ từ 10.000 đến 20.000, trộn rẻ bèo nha, càng nguy hại hơn nữa đó. Theo điều tra, trà sữa trân châu có giá rẻ như vậy là vì hầu hết những quán này không dùng sữa, cũng chẳng có trà hay là hoa quả gì sớt. Có nơi ác độc và kinh dị hơn nha, họ dùng cả đế giày, bỉm sữa trẻ em để làm nguyên liệu đó các bạn ơi. Ơi là trời, hơi nặng lời nhưng mà các bạn ơi, thực sự tôi phải dùng cái cụm là tán tận lương tâm luôn á chứ. Những con người này, trời ơi, ngay cả những thương hiệu trà sữa nổi tiếng như là Royal Tea, Gongcha cũng đã bị các cơ quan phát hiện hàng tấn các loại nguyên liệu trà sữa không nhãn mác và mất vệ sinh. Một cốc trà sữa cũng phải tốn sương sương đến 50.000. Khi bỏ số tiền này ra để nhận lại một thức uống không an toàn, không rõ nguồn gốc thì các bạn thấy liệu có đáng hay không? Thứ ba, hoa quả dầm sinh tố. Ôi ơi, trời mùa hè ta nói rất là thích hợp để mà ăn thật là nhiều hoa quả. Những món ăn vặt đỉnh của chóp nhất chắc chắn là một cốc hoa quả dầm mát lạnh nè. Tuyệt vời quá trời đúng không mọi người? Tuyệt vời. Thèm vậy chứ. Những loại trái cây nhiều màu sắc sau khi gọt vỏ cắt thành miếng sẽ được cho thêm sữa đặc hay là sữa chua vô, hay đơn giản là trộn xoài cốc cùng với muối chua cay cũng đã làm cho chúng ta phát cuồng luôn rồi đúng không? Hay là món sinh tố hoa quả cũng không thể nào bỏ qua được. Thế nhưng một tin buồn dành cho những dân chơi hệ hoa quả đây. Đây là một trong những món bẩn nhất mà ít ai ngờ tới được bày bán trên đường phố đấy. Nghe như sắc đánh ngang tai giữa trời quang phải không các bạn? Tại sao hoa quả dầm lại bẩn? Vì thực tế, chúng ta không hề biết nguồn gốc xuất xứ của các loại hoa quả đã được cắt gọt sẵn như thế này ở đâu. Chúng có thể bị lưu trữ đến hàng tháng trời. Chưa kể nha, nhiều loại hoa quả còn có một trữ lượng chất trừ sâu, chất kích thích tăng trưởng vô cùng độc hại luôn. Thậm chí, ngay đến cái quá trình chế biến như thế nào, người gọt có đeo găng tay khi sơ chế hay không, chúng ta cũng chẳng thể nào biết được. Chưa hết nha, đá để làm hoa quả dầm hay là xay sinh tố cũng không đảm bảo, bởi vì chúng được làm trong lò nước đá bẩn mà. Có nơi nha, khay làm đá thì hoang
nghỉ, bụi thì bám đầy, lại được vận chuyển khắp nơi trong thành phố mà chẳng được bao bọc gì hết trơn. Thế cho nên dù có thèm hoa quả dầm hay là sinh tố thì tốt nhất các bạn vẫn nên tự mua rồi tự làm luôn nha, vừa ngon lại vừa an toàn, đúng không nè? Thứ tư, trà chanh. Vài năm trước thì trà chanh đã trở thành một cơn sốt luôn, lấn át cả trà sữa luôn vì giá thành quá là rẻ luôn. Ngon nè, lại có nhiều lựa chọn nữa chứ. Trà chanh bụi phố trở nên phổ biến, mọc lên như nấm. Cứ vài bước chân lại có một quán giải khát phục vụ đồ uống bình dân này. Cơ mà trà chanh cũng không phải làm từ chanh đâu nha anh em ơi. Thay vào đó toàn là nước lã và hóa chất mà thôi. Để tạo độ ngọt và mùi thơm giống như trà chanh thơ, người bán thường dùng đường hóa học, bột trà, chất acid citric tạo vị chua, hương liệu để mà tạo mùi. Và các bạn biết không, cứ 1 ký bột hóa học thì có thể pha đến tận 10 lít nước. Bảo sao mà người ta bảo một vốn bốn lời là thế đấy anh em ạ. Trong trà chanh thì cũng đã có bột hóa học, lại còn có đường hóa học thêm nữa. Đường hóa học thì có độ ngọt gấp 500 đến 600 lần so với các loại đường bình thường. Và nếu như các bạn uống quá nhiều thì sẽ gây thêm kích thích niêm mạc đường ruột, rối loạn tiêu hóa và hại thận nữa đó. Nước lọc dùng để nấu trà cũng có thể là nước lã hoặc là nước bị ô nhiễm thôi, có chứa các hóa chất nè, các vi khuẩn gây hại vô cùng. Nhiều người á vì lợi nhuận trước mắt nên cũng không có nghĩ đến sức khỏe của người dùng đâu các bạn ơi. Chúng ta phải tự bảo vệ mình nha. Thứ năm, chè nhiều màu. Wow, trời ơi, nhìn những cốc chè đủ màu sắc này đi nè, có ai lại không mê mệt đúng không? Những gánh hàng rong qua đường, ai chè đây, cũng đã trở thành tuổi thơ của rất là nhiều người, trong đó có tôi nè. Hiện tại thì cũng chẳng khó để chúng ta tìm những quán chè với menu đa dạng, phong phú, ghi, chè gì cũng có. Tuy nhiên, bên cạnh những quán chè có tâm, ngon thực sự, thì cũng có những quán chè vì lợi nhuận mà bất chấp tất cả, làm ra những cốc chè gây nguy hại rất nhiều đến sức khỏe của con người. Thực tế, chè mà càng bắt mắt thì lại càng có nhiều phẩm màu ở bên trong đấy các bạn ơi. Chỉ còn một giọt phẩm màu thôi là màu sắc chè đã thay đổi hoàn toàn rồi, sặc sỡ hơn và tươi hơn. Bên cạnh đó nha, độ ngọt của chè cũng khiến cho chúng ta phải đề phòng nữa đó. Tiết kiệm chi phí hết mức, nhiều người còn sử dụng cả đường hóa học Trung Quốc. Chỉ cần 5 tinh thể đường thôi, đủ làm ngọt đến 150 lít nước. Trời ơi, quá đáng sợ. Nói lại lần nữa nha, các bạn ơi, hãy cẩn thận với những thứ mà chúng ta ăn vào người mình các bạn nha. Thứ 6, kem bẩn. Nóng như thế này thì làm sao phải mạc, nóng như thế này thì được ăn cây kem mát lạnh đến tận cổ họng thì còn gì tuyệt vời bằng các anh em nhờ. Ngày xưa nha, còn phải đổi dép lấy kem kìa, bị bố mẹ cho ăn vụt. Nhưng mà ngày nay thì kem đã ngập tràn ở khắp mọi nơi luôn rồi. Thế nhưng coi chừng, hãy lựa chọn những chiếc kem có nhãn mác rõ ràng vô các bạn nha. Ôi chà, nếu như các bạn mà nhìn thấy quá trình sản xuất kem thô sơ hết cỡ như thế này thì chắc là chẳng muốn ăn kem nữa đâu nha. Nhân viên dùng tay trần múc kem, dụng cụ làm kem thì cáu bẩn, hoen rỉ, bể nước làm lạnh kem ngả màu đen rồi. Trời ơi, nổi hết cả da gà, rung hết cả mình mẩy luôn. Với một hộp kem 10 que mà có 16 ngàn thì chất lượng cũng cực kỳ thấp là đương nhiên. Theo một đầu mối từng làm kem gia công đã cho biết, loại kem giá rẻ thường có chung một công thức chế biến bao gồm bột sữa kém chất lượng và nước bẩn. Rồi nè, nguy hại hơn nha, nhiều cơ sở không từ thủ đoạn luôn, dùng cả keo da trâu, chỉ được sử dụng trong xây dựng đó để giúp kem nó cứng lâu hơn. Tương tự, thay vì dùng màu thực phẩm, chúng sẽ dùng màu công nghiệp để hạn chế tối đa chi phí. Trời ơi, điều này thực sự quá là độc ác rồi. Ăn kem bẩn có thể đứng trước nguy cơ bị ngộ độc cấp tính hay là tiêu chảy và tả lị, vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là trẻ em đó mọi người ơi. Vì thế, muốn ăn kem, hãy lựa chọn những mặt hàng uy tín, chất lượng có nguồn gốc rõ ràng vô để tránh tiền mất tật mang nha mọi người nha. Thứ 7, sữa chua túi. Sữa chua túi 500 đồng đến 1.000 đồng một gói chắc chắn là tuổi thơ của rất là nhiều bạn trẻ ha. Thấy bác bán sữa chua 1k đi qua là nhao nhao nữa liền. Bây giờ thì hiện đại hơn rồi, sữa chua túi có rất là nhiều vị đầy đủ màu sắc và ai nhìn cũng chảy cả nước miếng ra luôn chứ. Trên các hội nhóm sỉ lẻ buôn bán trên mạng xã hội, sữa chua túi là mặt hàng tăng đột biến với mức giá dao động là 4.000 một túi. Thế nhưng cũng như kem bẩn, sữa chua túi làm từ đủ loại chất hóa học, siro không hề rõ nguồn gốc và thủ công hoàn toàn. Những chiếc chai nhựa cáu bẩn, đặc sệt, dung dịch không rõ nguồn gốc như vậy. Mỗi túi ni lông lại được cho sẵn những hương liệu hoa quả như là xoài, kiwi, dâu đâu có rõ nguồn gốc đâu các bạn. Đặc biệt nha, trong những túi sữa chua này có rất là nhiều bột hóa học làm dẻo, có thể gây ngộ độc mãn tính, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Sữa chua thực sự là một sản phẩm tốt cho sức khỏe, chỉ khi là nó đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mà thôi. Các bạn ơi, hãy cảnh giác với những loại sữa chua túi không có nguồn gốc hay là nhãn mác nha. Lựa chọn sản phẩm thông minh và an toàn cho sức khỏe các bạn nha.
Rồi, trên đây là 7 món ăn vặt của mùa hè. Trời ơi, ngon lắm nhưng mà cực kỳ bẩn kinh dị luôn. Tất nhiên là các bạn cũng cố gắng chọn cho mình những hàng quán thật là sạch sẽ nè, an toàn nè, để đảm bảo vệ sinh hơn nữa các bạn nhá. Tiếp theo đó chính là chuyên mục khán giả hỏi và vô cực trả lời. Cùng tôi đọc qua những comment hay nhất trong video trước. 15 sự thật động trời bị giấu kín mà nhân viên cây xăng không bao giờ tiết lộ cho các bạn biết đâu. Bạn Quý Ngọc đã chia sẻ: hữu ích, đổ xăng nên đổ sáng hoặc tối và không nên đổ đầy bình. Đúng rồi bạn ơi, nhớ nha quý vị ơi quý vị. Bạn Misa TV bình luận vậy nè: làm về những YouTube hài hước nhất đi ạ. Ok bạn luôn, để mình nghiên cứu thêm nha. Vậy thì nhớ chờ đợi những video tiếp theo của tụi mình nha. Bạn Lê Văn Luyện đã comment: đổ đầy bình cũng bị ăn gian luôn đó nha. Đấy đúng rồi, nên là các bạn lưu ý điều này giúp tôi nha. Nhắc lại, đừng đổ đầy bình nha. Các bạn ơi, đến đây thì video ngày hôm nay của Nghiện Khám Phá sẽ được tạm dừng. Các bạn thấy món ăn vặt nào là nguy hiểm nhất với các em học sinh nè? Hãy cùng comment cho Nghiện Khám Phá tôi được biết nhé. Đừng quên like, share và subscribe để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi và thú vị nhất nè. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với Nghiện Khám Phá nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở các video thú vị sau nha. Bye.